Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo nguồn tin từ Việt Catholic News, một linh mục sai phạm nghiêm trọng khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Cha sở ở Phoenix đã rửa tội hàng ngàn người không đúng cách trong nhiều thập kỷ qua, ân hận và xin từ chức. Một linh mục công giáo ở Phoenix đã xin lỗi, cầu xin sự tha thứ và từ chức cha sở giáo xứ sau khi xác định rằng ngài đã không làm lễ rửa tội hợp lệ trong hai thập kỷ phục vụ trong tư cách là linh mục ở Brazil, ở giáo phận San Diego và ở giáo phận Phoenix. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu của giáo phận, Đức cha Thomas Olmsted của Phoenix cho biết thông tin này như sét đánh ngang tai và cũng là một thách thức đối với tôi khi công bố. Ngài nói, với sự quan tâm mục vụ chân thành, tôi thông báo với anh chị em rằng các lễ rửa tội được thực hiện bởi cha Andres Arango, một linh mục của giáo phận Phoenix là không hợp lệ. Đức cha Olmsted trích dẫn ghi chú giáo lý ngày 6 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo lý Đức tin, trong đó nói rằng phép rửa tội được thực hiện với công thức chúng tôi làm phép rửa tội cho bạn nhân danh cha và con và thánh thần là không hợp lệ. Cha Arango đã sử dụng công thức này. Tôi không tin cha Andres có bất kỳ ý định nào làm hại các tín hữu hoặc tước đi ân sủng của phép rửa tội và các bí tích. Thay mặt cho giáo hội địa phương của chúng ta, tôi cũng thành thật xin lỗi vì sai sót này đã dẫn đến sự gián đoạn đời sống bí tích của một số tín hữu. Đây là lý do tại sao tôi cam kết thực hiện mọi bước cần thiết để khắc phục tình hình cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Cha Arango là một cựu thành viên của dòng Odis, còn được gọi là dòng của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài trả lời tin này trong lá thư riêng của mình, nói rằng tôi rất buồn khi biết rằng tôi đã thực hiện các phép rửa tội không hợp lệ trong suốt sứ vụ của mình với tư cách là một linh mục bằng cách thường xuyên sử dụng một công thức không chính xác. Tôi vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình và điều này đã ảnh hưởng đến nhiều người trong giáo xứ của anh chị em và những nơi khác như thế nào. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần và sự hiệp thông với giáo phận Phoenix, tôi sẽ cống hiến năng lượng và chức vụ toàn thời gian của mình để giúp khắc phục điều này và chữa lành những người bị ảnh hưởng. Tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà hành động của tôi đã gây ra và thực sự mong các bạn cầu nguyện, tha thứ và thông cảm, cha Arango nói. Giáo phận Phoenix cho biết, nếu bạn được rửa tội bằng những từ ngữ sai, điều đó có nghĩa là phép rửa tội của bạn không hợp lệ và bạn chưa hề được rửa tội. Bạn sẽ cần phải được rửa tội. Bất cứ ai biết linh mục hoặc phó tế sử dụng công thức rửa tội không hợp lệ trong giáo phận nên liên hệ với các viên chức giáo phận. Một phép rửa tội không hợp lệ sẽ làm mất hiệu lực của bí tích thêm sức và các thánh chức đối với người đã lãnh nhận các bí tích này. Những người chưa được rửa tội hợp lệ không được rước lễ cho đến khi họ có thể được rửa tội. Không có câu trả lời rõ ràng duy nhất về việc thiếu một phép rửa tội hợp lệ có ảnh hưởng đến hôn nhân hay không. Và những người có cuộc hôn nhân có thể bị ảnh hưởng theo cách này nên liên hệ với tòa án giáo phận. Giáo phận Phoenix nói rằng cha Arango không bị treo chén và vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Giáo phận cho biết trên trang web của mình rằng giáo phận đang hợp tác chặt chẽ với cha Andres và các giáo xứ mà trước đây ngài được bổ nhiệm và thông báo cho bất kỳ ai có thể đã được rửa tội không hợp lệ. Cha Andres sẽ dành thời gian của mình để giúp đỡ và chữa lành những người bị ảnh hưởng. Giáo phận cho biết nó có vẻ hợp pháp, nhưng những lời được nói ra cùng với những hành động được thực hiện và những chất liệu được sử dụng là những khía cạnh quan trọng của mọi bí tích. Nếu các linh mục không được dùng sữa thay cho rượu khi truyền phép, thì các ngài cũng không được thay đổi lời nói khi làm phép rửa tội. Trích dẫn việc Chúa thiết lập bí tích và sách giáo lý của giáo hội công giáo, giáo phận Phoenix cho biết phép rửa tội là một đòi hỏi để được cứu rỗi. Đồng thời, giáo phận cũng tìm cách giải thích rằng ân sủng của Thiên Chúa vẫn có thể hoạt động nếu các bí tích không được thực thi một cách hợp lệ. Việc không làm lễ rửa tội hợp lệ đã gây ra vấn đề lớn cho một linh mục ở Oklahoma. Ngài nghĩ rằng ngài đã được thụ phong linh mục công giáo, nhưng khi xem một đoạn video về lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh của mình, ngài phát hiện ra mình đã được rửa tội không hợp lệ
bởi một phó tế Texas, người đã sử dụng công thức "chúng tôi làm phép rửa". Sau đó, vị linh mục đã phải làm lại hết từ đầu, được rửa tội lại, được thêm sức, được rước lễ lần đầu, thụ phong phó tế và sau đó thụ phong linh mục. Một linh mục khác, cha Matthew Hood của Tổng giáo phận Detroit, cũng phát hiện ra rằng mình chưa được rửa tội hợp lệ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và vì vậy phải lại tất cả từ đầu. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.